ta không còn bán chánh thức nữa thì đi chui khổ vậy lắm. Cho nên mình chết khoảng 2 triệu mấy người á, chứ không phải như đại nó chỉ có triệu gì đâu. Không có ai hơn 2 triệu sư. Chết hơn 2 triệu. Biết nhiều người mất tích luôn á. Nó trôi vô trong bờ biển của dọc theo của mình, như là bờ biển Vũng Tàu trôi vô rất là nhiều. Thì đường đó đi về Phi với đi Hồng Kông đúng không? Nhưng mà cái miền Tây á, từ ở Trà Vinh, Vũng Tàu đó thì tập xuống Mã Lai, Nam Dương. Tức là những cái nước Đông Nam Á đều là nước nào cũng có tàu thuyền vượt biên hết. Sát trôi lên. Chết sống mới được ngày này. Nè đây là nó từng trải nè, cỡ này là mới biết đá biết vàng rồi đó. Đời đá vàng mà ngồi đây. Chứ cũng biết đời đá vàng rồi. Trời ơi, coi lúc mà mẹ với Đức Thầy đời với mấy chị đời gõ đầu một cái vụ phải biết mình là ai á, là mấy gì có nói con có biết anh, con đã chết 10 mấy lần, không có chư vị gia hộ là con đã chết 10 mấy lần. Vụ ngồi tính y chang luôn, lần nào lần nấy, ủa tưởng là mình chết thì sao giờ mình còn ngồi đây. Nhiều vụ lắm ở bên trại tị nạn đói, có những lúc mà nửa đêm trúng gió đó, rồi nít mà đâu biết gì đâu, cũng chẳng có thuốc men nhiều, cứ nằm cờ đơ vậy, không là gần chết đó. Rồi cái mấy lần mà thù ra biển tắm, rồi cái tự nhiên ấy, giống như nước nó cuốn mình vậy đó, cũng có người đẩy vô, rồi mình tính nhiều cái thấy, ủa rằng nếu mà người thường là chết, qua Mỹ kiểu mà thù kể đi ba te bị quýnh. Rồi mấy lần mà thù cỡ qua Mỹ khoảng 16 tuổi, thù đua xe đua mà, mấy chiếc Camaro với Mustang nữa. Phải nghèo mà đâu sợ chết, đua với mấy Mỹ trắng. Đua thí dụ mình nói từ cái đèn này tới cái đèn đó, thằng nào mà hit cái finish line trước, thằng đó lấy $100. Nhấn ga thì cứ nhấn mắt thì nhấn ga thôi. Trời ơi, nhiều lúc nhấn ga nó lộn, lật xe, bể bánh xe. Tại những cái xe hồi xưa nó không có ba lăng á, thì mấy lần lật xe cũng không chết. Rồi đến lúc có những lúc mà sư phụ lái xe motorcycle mà kiểu chạy núi á, không phải như lúc mình ở Livermore nè, với ở Salinas dưới nó có mấy cái chỗ mà up road á, mà đường núi mà mưa kiểu này, con lái chật một cái con đi đòn chạy như chơi vậy đó. Cái nhiều lúc trời ơi xếp mấy cục đá mấy gì cứu không. Rồi sau đó đến thì lái có 5 chiếc Harley Harley Davidson, một chiếc nó nặng 3,000 pound, với tước mình có 100 mấy pound. Mấy thằng bạn với hộ là tước nào bự bự không, phải không, mà chiếc xe mà nó ngã xuống rồi là chiếc nước dục mà chạy đỡ đâu có nổi. Cho nên tiền tỷ cũng chẳng có nhiều chuyện ngu và biệt quý cái mà hàng nữa không để mà độ chúng sanh. Vì nó cho rồi con á chết 10 mấy lần á, không có ta là con chết rồi, mà bây giờ con đòi đi tu hả, bị cái gì là dữ lắm. Thời đó con làm cái thù nó vậy cho là sau này mẹ nói là mắc nợ nước nghiệp, tức là phải về là lãnh đạo nước nghiệp, nước Việt á là cái nghiệp mà chưa làm xong là không có được đi tu. Thế lúc đó thù mới nói vậy sau này cho con đi tu, con trả nghiệp đi, con muốn làm thì con làm, nó mấy gì nói vậy. Cái xưa vụ là thích đi tu, cái thế gian này cái gì cũng trải qua hết, xe gì cũng lái, tàu gì cũng lái. Bo là hồi xưa 1994 là bắt đầu hiểu biết cái đường nước ở San Francisco rồi, chạy chiếc bo có 14 feet nhỏ nè, chạy tuốt lên trên Pittsburgh. Mỗi lần cái San Pablo với cầu Golden Gate là sóng lớn dữ lắm. Chỗ nước đánh vô cái là nửa chiếc bo luôn á, tại nó đâu có mui đâu, xếp chim không à. Mỗi sáng đi á, mà chạy về á, là chiều tối là khúc đó nước vô dữ lắm. Ghen nhiều chuyện chết như chơi. Ủa rồi đó cá mập không? À mà chưa chìm. Mỗi lần nước vô rồi phải tắt máy rồi cái tắt nước ra chạy tiếp. Sau đó cái đầu mới mua chiếc bo bự hơn chút, nó có mùi Beeline nè. À, cũng cả trăm
giờ hiện giờ chọn Thành á, Thành đang đậu đường số 7 ở đường story á. Thành ngày hôm qua đang đậu đẳng vào hôm bữa nào lê đấy chạy là cuộc đời cái hộ là phiêu bạc vậy. Anh nói thử mới qua ở tiểu bang nào? Ở tiểu bang San Jose luôn, bỏ bán San Jose ngay đây luôn. Quê của sư phụ là ngay biển Mỹ Tho. Hồi xưa biển Mỹ Tho là một cái vườn hoa. Cái Ransomware là một cái Pride Club, cái Costco. Còn cái chợ ngang đó là cái chợ gọi là cái chợ giống như Lucky vợ bán đồ ăn vậy đó. Thì tôi học trường gần đó. Chiều lại cái chỗ đó ngang Ransomware là kiếm mấy bà lớn tuổi á, đi chợ xong cái mình ra mình nịnh bạc đẩy mấy chiếc xe xin tiền cắt là bà biết rồi. Tức là từ cái cửa của chợ bà vừa trả tiền xong là mình đứng ngay cửa rồi nó mở ra là mình đẩy ra cái trăng cho xe ta. Thì từ đó là đất cũng xa thì phải bo thôi để cứ lấy tiền bo mà sống, nó đại khái đó sống bằng tiền bo. Thì ngay chỗ đó rồi bỏ báo cũng ngay đó. Ở sau lưng đó có khu Mobile Home xưa Mỹ trắng không à, mà bây giờ Việt Nam không à, ở đường Mark Lublin á, với ngay ở đường Willow lại vừa ở trong cái khu Monte Carlo á, khu Lincoln, nó có 4 phòng, một tháng cho vụ trả 300 mấy đô, rồi danh ở một phòng, em hiện giờ với chùa á, thì mấy độc thân không à, mà con một cõi không, thì thằng ở một phòng thì em đi học, thì xe tiện nhau, ăn chúng nhau, thì làm cây xăng, thì ở đó, tới năm nào, nó tới trường 58 sạc vậy đó, lên hồ đi, đi về Nam Cali hả? Đi vòng vòng ở đây, bố ở Mỹ là ở ngay đường Mark Lublin Story, nên thu nó rành lắm. Nhưng đó sư phụ về với LA là chỉ để học đại học 4 năm. Cái lúc đầu mới về đây lại, đúng là tính ở dưới luôn, mà ở đây. Chứ không kể là thiệt gian nan chi xiết hả? Gian nan lắm. Nhưng mà hồi xưa đó là không có gì để mất, 510 bao câu có kể đó, không có gì để lo. Còn bây giờ 5-6 nghìn để thử lo đủ thứ, đứa nào nó buồn bữa mình cũng buồn theo nó, cái nào sướng hơn. Chứ là không có tài sản gì hết, tiền cần nghĩa là lo. Trong băng sư phụ á, ATM á, nó nói là trên 700 thì nó không có trừ 20 đô. Mà tháng nào cũng trừ 40, tại đâu có bao giờ tới 300 trong tận đâu. Bữa nào mà hên lắm nó rút được là được 40 hồi xưa. Cái lần thường thường á, mỗi lần rút được 20 thôi là xài mấy ngàn. Mà tháng nào thấy cũng trừ 40 đồng. Cũng vui lòng buồn. Xưa không có gì để sợ, không có gì để không sống một mình. Rồi có thằng em ở đây nè, nó vô tù ra khám. Có ông anh thì đến lúc năm 89 nó có trận động đất lớn ở San Francisco. Trận đó lúc đó thì Thu cũng ở một mình, thì nó không có liên lạc được với những người trên này một thời gian. Rồi sau đó tới năm nào ta, 91 mua về đây, về chỗ đây là lần nào sư phụ ra trường high school phải là học đại học đó là năm 89 là năm cuối của World đệ tử 1990. Nhưng mà có mấy năm sau sư phụ mở hãng về đây á, thì xưa thật sự thanh niên mà uống cũng coi cũng tạm được quá không, thì giống như là thường thường á, mình cứ nghĩ mình không bao giờ nghĩ xa chứ á, để đi chơi á, tự nhiên đó, bữa kia nhỏ nó có chuyện hả, mình quá hồn, đâu có tính thiệt đâu, nó cưới nên giờ tuổi nhỏ lớn đâu có giống như cái ngày cưới đâu, không tính này. Ăn ấy, mà không có ăn chạy được rồi, làm đúng tương tâm thôi. Tại sao đám cưới có tiền thì 500 mà có kể đó, xếp rồi thôi chứ anh niên lớn lên làm gì có tiền làm đám cưới. Trời ơi,
đàn trai thấy con bàn à, phụ đàn gái ba mấy bàn luôn. À, con à, công tần công nữ mà họ quyền họ bủ họ dĩnh gì đó. Tôi đây là con cháu Minh Mạng. À, đúng rồi đó. Họ hay nổ, họ hay sinh. Tôi là dòng tộc Nguyễn Phúc. Hả? À, cứ vậy mà cái sinh là con cháu Minh Mạng. Đâu biết tao làm cốt này. Bây giờ mình mới tức cười á. Nó là cái nghiệp. Dạ. Nên nhiều đâu có giận họ đâu. Nó ngừa hết. Nhầm nhầm vậy rồi. Bây giờ sau này hỏi nó vậy đó. Thôi thì nghiệp mà. Lộn tới lộn lui vậy đó. Ông thành ra con thành ra ông vậy đó. Cứ làm không? Tại sao không gặp Nam, không gặp Bắc hết chỗ luôn. Nhầm nhầm Huế không ạ? Thử vụ quen người Huế không? Ở trên Campbell có khu nhà Huế đó. Còn bồ cho nó nữa. Nó mấy nữa. À, thôi thì chị có cho mẫu. Cho mẫu cũng quế nữa. Trời ơi. Chắc là xưa ở Huế cho bụi quậy lắm á. Chị có bắt ra đi Huế thôi. Sư phụ rồi độ sư phụ dữ lắm rồi đó. Hả? Ân trên có chánh sư phụ rồi độ sư phụ dữ lắm đó. Thì nãy thuộc kể là mẹ nó là chết mười mấy lần. Giờ mới sống lại, từ cái nhiệm vụ chưa hết xong. Ý thuộc muốn nói là ở chân mệnh phải làm chuyện đó. Người phàm không phải dễ hại đâu. Nhưng mà cái lòng của mình nó nhất trí là lúc mà thuộc chưa biết gì, đang làm chủ ngon lành lúc đó là có cái building chùa. Thời đó con có cái ai mà có cái nhà thôi là quý là thuộc building. Nhà thủ quá trời luôn á, từ Hải Ngoại tới Florida. Rồi building ở cái 420 ở sau Costco mà chỗ Home Depot, bây giờ mình đi ngang đường Automall cũng có hai cái building đó nữa. Rồi tự nhiên cái buông ngang đi muốn đi tô thôi à, chứ không có muốn tiền, chẳng có muốn làm ăn. Rồi khách hàng nó cứ hẹn mình này nọ, với kỹ sư nó hẹn nó dẹp mày quăng bên hết, quăng quăng bên vậy đó. Từ đó mới xảy ra tùm lum chuyện. Chứ cái đầu của nó muốn cái gì đó, mình không có tình cho nó được. Chứ đâu phải là có nhiều người ở ngoài không có hiểu. Anh chơi khiến rồi. Mà khiến nó đúng nó vậy đó. Mà mình tưởng đâu mình mở cái chùa Freeman là mình tu là yên. Mấy gì cũng đâu có cho tu. Rồi mới lòi ra cái nối này, đúng đó là mấy gì mới nói chưa xong. Cái đó chỉ là để cho biết được. Mà nhờ cái đó Thuận mới lên trên đài mới nói chuyện về đạo á. Trời thở trong chùa là học lẽ nhất hơn là người ngoài đúng không? Là mình sống chung với mấy ông thầy tốt ngày là mình học lẽ nhất. Thì từ đó Thuận mới toan đóng mới lên mấy trăm cái clip rồi. Là Thuận nói thiệt mà ông đâu có cãi được. Phủ phàng lắm á. Mình đừng có nhìn cái bề ngoài. Thì mình mới biết được. Bây giờ mấy con sụ là cũng trình sống đúng không? Nên coi từ chút mấy con ghép lệ coi. Người thường làm sao mà giống kiểu sư phụ được, làm sao mà hiểu được một người chủ, mà làm sao mà nói chuyện đạo được, đúng không? Cái thứ nhất là khó rồi. Rồi mà mấy người chủ á, thì thường nó có một cái hãng thì nó lấy tiền nó đi mở chi nhánh rồi nó làm tùm lum cho bự hơn, nhiều tiền hơn, chứ nó đâu có muốn ngưng. Con thấy hai cái đó là thấy lạ đúng không? Thời đó à. Rồi lên tới mỗi núi này, mấy ông bạn già sư phụ lên núi này, đứng ngay chỗ nãy mình ngồi đó, trời ơi cảnh này đẹp quá kìa, mình xây biệt thự đây đã nghe. Thằng nào cũng muốn xây biệt thự ngay chỗ mà trước mà phà đó. Một nhà ở đây chừng 30.000, cái thuốc mày là vua đây rồi. Còn hơn là anh Sennheimer là mấy thằng ở dưới này nè, có mấy thằng movie star của Mỹ á, ở phim mình. Cái nó mãi là mấy anh hiểu lầm. Múa này tôi để tượng Phật phải không đó, mày xạo, đất này ngon, view đẹp mà để tượng Phật ai đâu lên, mày đâu phải thầy. Thế là kiểu nào cũng bị họ nói những thời gian đầu á. Cho nên cuối cùng mấy thằng bạn giàu cũng chán tụi nó. Nhưng mà mỗi lần mà nó nhắn tin mình hỏi mẹ đâu tao muốn gặp, thì thường thường họ nằm trên cái núi không à, đảo đây nè mà muốn chạy lên đi, tại đi xuống gặp nó cũng là biết. Thì lên thì cho nó chút fresh air luôn.
mà thằng nào lên cũng khen cái núi, mà không bao giờ nó tin là hôm nay cái núi mình trở thành như vậy. Là thấy khi một cái chuyện thấy lạ rồi đó, thêm những cái chuyện lạ lạ khác là lúc đó mình chỉ có 30 mẫu nó luôn ở nhà này, chứ nó đâu phải là 500 mẫu bây giờ. Cái mỏ một ngày thụ vô cái hồn nó trụ vậy, núi là đẹp quá à. Mà mình một người Việt Nam đây hồi xưa đây mình có một đống ngay bờ cái hồ Khánh, mấy vị nó lỡ rồi thôi mua hết. Cái bắt đầu từ từ hàng mỗi hàng chừng vài ba tháng năm nó bán nhiều quá là thụ mua. Trước khi nó lên market nó bán cho người khác là thụ lụm rồi. Thì đó thấy nhà bữa hôm qua mình đi hai kinh á, cũng là một chủ 30 cộng lên đó như 18 bốn mấy cộng vừa rồi nó có mười mấy cái parcel khác nhau á, nó tới mười mấy chủ thằng đất bự. Rồi lên ngoài cây thánh giá nó là con đường khác, nó có con đường phía sau cái núi á, nó nằm địa chỉ khác. Ở trên đó nó xây một cái biệt thự nằm riêng ở chỗ mà mình hay đi hay trình trên đó, thì làm ngay bờ của thằng nhà kế bên được á, nó có. Tại xưa lúc mà để cái bản bán á, nó để ở tuốt ngoài đó, tại con đường nhựa đi vô là một cái phà xeo là mình xây được. Phà xeo đó là cũng 40-50 acre. Ở dưới này là khác, ở dưới chỗ ông học ở đấy, mua nhiều lắm cộng lại. Sau này đến lúc mà mua cái Thiên Long Thổ thì lúc đó mẹ mới nói những đất này ngày xưa những tiền kiếp mà sư phụ đã có duyên làm chủ rồi, hôm nay chỉ thâu lại rồi cho mấy đứa con thôi, để sau này họ thiên làm cái đạo cho quy tụ rồi. Thế nó đã là của sư phụ rồi thì mới gọi là đất tiền chủ. Chứ không chủ cũ ở đây đó là cháu của Đỗ Mười mà giàu tao đâu cần bán. Mà lên đây bị mấy ông sân thần hù à, mấy ông tưởng là ma phải không? Rồi ngay chỗ cô công giáo có cái nhà à, cái tự nhiên cái bị nẹt lửa cháy cái tụi cao thì nó vô á, thì ổng mới quải, ổng mới coi như là giống như ổng không thích nữa đó, ổng lên ổng manage cực quá, ổng mới năn nỉ sư phụ ổng bán. Từ đó mình biết đất này là linh thiêng, mấy vị mình cố tình làm những hiện tượng đó để đến lúc mà phải đưa qua chủ mới để cho nó kịp cái ngày giờ sư phụ về nước với lập hội Long Hoa. Chứ không có đất này làm sao mà ra được cái đạo. Chẳng lẽ con ở nhà hay con mướn convention center, con cứ lên đài con nói trong góc phòng làm sao được. Người ta phải tới gặp với mấy con có tình tới đây mới ngồi đây đúng không? Thì nó là vậy. Điều mọi thứ y như là bây giờ lo lâu cái sư phụ ngồi bữa ngồi thiền nhập thất cũng giống như là cái bức tranh mà phu sổ gắn hình gắn những cái hình đó nó phu cái picture. Thì cái những cái kế tiếp là những cái phần cuối cùng, những cái mà về Việt Nam hay là những cái mà thế giới này á mà nó trở lại thành thời đại không còn hận thù, tức là Trung Đông cũng hết chiến tranh, Nga cũng tiêu, Tàu cũng tiêu, Việt Nam cũng ngã luôn, thì nó là sự thật. Nếu mà người nào mà hôm nay mình nghe mấy lời này, người ta cũng phải quản hộ. Nó không phải chuyện bình thường đâu, mà thường thường á là mấy vị nói đời con là cuốn kinh sống. Tất cả những gì, những hiện tượng và những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cha đã sắp xếp hàng nghìn năm rồi. Không tin coi lại kinh Phật y chang luôn, kinh Phật có nói. Mấy ngày nay thấy mấy đứa con post mấy cái lời trong mấy người, tại tôi không có cha nghiên cứu kinh Phật nhiều mà không có hiểu, nhưng mà có một vị thầy lớn đã nói trước thời tận thế này nè, có một chuyển luân thánh dương xuất hiện mà tôi là chuyển luân thánh dương, đâu có thể nào là hai người được, đâu có thể nào trái đất cha cho hai thiên tử xuống để làm chi, đúng không? Một người thôi, một người một đạo thôi, chứ không lẽ về cho hai thiên tử xuống lập hai đạo rồi đánh nhau hả? Sao Chúa chỉ một người thôi, chứ đâu phải Chúa hai người, phải đúng là một người thì mới cứu con của Chúa, thì kinh bên Công giáo mới đúng,
Thì cuối cùng á là sau này mấy lần hồi đầu xưa Sư Phụ có hỏi hỏi Đức Thầy, Chúa Giê-xu là ai? Ông cười, ô Chúa Giê-xu chỉ là một vị Bồ Tát như những vị khác thôi, con đừng bận tâm, con có làm chuyện không? Ông đâu có nói. Cái mỗi lần Sư Phụ ra ngồi thiền mới nhìn bác, hỏi mấy ông Thánh Tự Đạo, mấy ông hiện về này nọ. Mấy ông Thánh Tự Đạo rất là tôn trọng Sư Phụ, kính nể hơn mấy con kính nể nữa. Ngài kêu Sư Phụ ngại không à, ngài mỗi lần mà ngài đi ngang ngài chỉ cần vô cho thắng cho tôi cây nhang thôi chúng tôi vui rồi, không cần gì hết. Hai ngày tới giờ miếu này nè, đúng không? Rồi cái ông Thánh Peter cũng vậy, mỗi lần mà nói chuyện với ông Thánh Peter là 12 người đệ tử của Chúa đó, ông cũng kêu Sư Phụ bằng ngài không à, chứ ổng đâu có dám kêu như là những con chiên hay mấy ông thầy hay Đức Hồng Giáo Y đồ ở bên tòa thánh Vít Căn mà khấn ổng về đi các ngươi đúng không? Dạ. Yeah. Mà ổng thường mà mấy vị kêu ông thánh bây giờ cũng kêu thuộc bằng ngày, tôi không hiểu sao mấy ổng kêu thuộc cao vậy á, thì sau này rồi mới biết. Cái gần đây nữa đó là những năm đầu năm 2016-17 gần đây Sư Phụ mới hỏi mấy gì mà có hỏi luôn vậy, mấy gì mới verify Sư Phụ là reborn, same guy, lập lại cái đạo. Tại mấy gì giải thích chỉ là một người cùng như upgrade cái đạo lên từ Công Giáo lên, chứ hai người thì nó không có đúng, thì mới gọi là Chúa tái lâm. Thì sau này nhân loại á, thì họ mới biết là trời Phật trên đầu mình bà tắt mục đích cuối cùng á, bề trên cho một người như Phụ nói ra tất cả những gì ở cõi vô hình cõi trời bằng lời nói thật, thì nhân loại từ đó mới giật mình, mới tỉnh lại, mới không có còn si mê tiền tài danh vọng và hơn thua với nhau nữa. Cuối cùng chiến đấu rồi cũng nằm ba tắt đất, cái hồn bị xử tội có đáng không, mấy con nghĩ có đáng không gì? Bây giờ những cái thằng mà làm ác á, mà đến rồi á, bệnh là như kiểu Steve Jobs hay là Michael Jackson á, thành con ma bị tội á, có đáng không? Suy nghĩ đi, không đáng đúng không? Tại vì họ quên thôi, cho nên ở trên cho Sư Phụ cứ nói những cái sự thật để cho họ wake up. Mà cuối cùng Sư Phụ cho một đống thứ sự thật, quá trời sự thật luôn, rõ ràng như bàn tay luôn á, đưa cho nói thật hết, không có giấu gì nhiều nữa. Vậy mà một số tới ngày hôm nay vẫn còn vô minh, là vì họ cố tình họ vô minh. Rồi khi mà Bộ về Việt Nam rồi, lãnh đạo nước Việt rồi, lúc đó họ mới hiểu. Họ hiểu không biết từ đây tới đó là họ đang trong tình trạng risky đó. Tại con biết sớm thì con được cứu sớm, còn biết trễ một ngày là cái cơ hội con bị nó khác nhau nhiều lắm. Thiên tử không có thể nào mà giả được, chỉ có mấy cái đám vô minh nó giả, nhưng mà chỉ là một mình nó thôi, nó không có cái gì gọi là để cho người ta chứng minh hay là so sánh hết. Còn Sư Phụ mấy bài kính thiền, mấy ông rồng, bao nhiêu chuyện như là lập đạo, rồi quá trời thứ chứng minh luôn. Mà nhiều nhất là trên núi mình biết bao nhiêu chuyện nhiệm màu, chỉ cần một chuyện nhiệm màu nhỏ thôi, một cái mạng đà la mà ở hiện lên trên hiện trên người Sư Phụ, mấy vị là chùa có mấy cái hình hồi xưa đó, họ lơ thì không nói gì, mọi chuyện rõ ràng là mỹ mỹ đó. Những chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đâu thể nào xuất hiện một cách gọi là không có ý nghĩa đâu. Chỗ nào linh thiêng, chỗ nào thứ thiệt, mấy gì mới xuất hiện, nên nhớ. Còn Sư Phụ tiếp chuyện với mấy gì mỗi ngày. Tại mấy ông thầy, mấy ông tu dở, mấy ông đâu biết. Nhưng mà ngoài kia cũng có nhiều người tu giỏi, người ta biết. Thì mấy người tu giỏi người ta đâu có nói gì đâu, còn mấy người tu dở với mấy người còn tham sân si,
họ mới hơn thua thôi. Cho nên Thiên Tấn Kiệt là thiên tử chuyển lên Thánh Dương, Thái tử Thiên Nhãn, Thái tử Thiên Hoàng, hay nhiều danh hiệu quá à. Có gì nữa, Chúa Giêsu ta làm mọi gì nữa con nói được. Người thành người tin hả? Ông như là truyền thừa nhiều danh hiệu lắm, muốn kêu kiểu nào cũng được, nhưng mà cái là Chúa Giêsu đã làm là thật. Kể thời đại họ cần biết cái đó để cứu họ, nhưng cái đó là của Phật thì để Chúa Giêsu thầy con ghép mấy câu chuyện này nè. Chúa Giêsu là con của Thượng Đế đúng không? Lúc nào Chúa Giêsu nói có cha ta đúng không? Phụ là rõ ràng là con của cha luôn đó không? Cũng là con Thượng Đế. Tại vì mỗi một kiếp con phải mang cái tên khác thôi. Còn đầu Do Thái hay là tóc vàng hay tóc đen, doesn't matter. Con mà lấy chồng Mỹ, con đẻ con cũng tóc vàng vậy. Đầu thai thôi mà đâu có gì đâu. Rồi lập đạo, Chúa Giêsu cũng lập đạo đúng không? Chúa Giêsu cũng lập đạo đúng không? Rồi những người mà không phải ai mà lập đạo thiên ma nó muốn chết liền đó con. Hoặc là mấy chư thiên của mình cũng không có để yên đâu. Về cõi tâm linh mà đâu phải là chuyện tầm thường đâu mà ai dám làm tầm bậy. Lập đạo là một cái chuyện kinh hoàng trong một cái thế giới của chúng ta. Chúa Giêsu có nói khi mà ta trở lại thế giới sẽ làm thanh. Cái đó mà các con mà nói. Bây giờ thế giới có làm thanh không? Dạ, ta làm thanh, thanh khổ. Làm thanh mới cần chư phụ. Mà thường thường Chúa ít bao giờ được sanh trong nhà thương, hay là có niệm, hay có trang ấm, hay là máng cỏ, phải không? Không máng cỏ thì cũng mấy hiên sân trường. Nó kiểu là vậy. Rồi Chúa tại sao lại sư phụ không sanh ra con nhà ông đánh cá hay là nhà ông nhà nông, mà lại sanh ra con thợ mộc? Thì cũng là cái dạng để cho người nhắc nhở cho ta biết vậy. Bái thua lâm thợ mộc. Rồi có những người mà đạo giáo gần với phụ đây đi có tên này, họ cũng nhìn thấy những cái hành động của phụ cũng giống như Chúa hồi xưa. Chúa xưa hồi xưa nửa thân người nửa không phải thân người đúng không? Chúa cũng thường nói đó là thật mà. Phụ có nửa thân người là người giống như các ông, nhưng mà nửa thân người của phụ không phải là thánh mới nhầm cục đó. Rồi Chúa làm những chuyện toàn là có lợi ích cho các con với cho chúng sanh, cho nước Việt, cho thế giới không à? Có cái gì lợi ích cho Chúa không? Không có đúng không? Các con lên núi, cái đầu tiên á là các con còn giống như là ở dưới quê mà lên thành phố dính phèn phải không? Rồi tanh mùi cá nữa không? Từ từ cái tức là còn dữ á, sân si rồi còn picky khó chịu, lên đây từ từ là hiền. Lúc nào lên đây cũng sẽ hiền, gan ti 100, 1,000,000%, lên Thiên Long Sơn là từ từ lúc nào cũng hiền. Thứ hai, ở nhà trước khi lên Thiên Long Sơn các con ít có nụ cười đó, cũng có nhưng mà nụ cười gọi là nụ cười giá díu đúng không? Cười cho chồng vui, cho con vui, không phải nụ cười tự nhiên. Là lên đây là sẽ có cái đó. Thứ ba, lên đây á là sức khỏe, tại vì khi mình vui thì mình sức khỏe, mình ăn ngon à. Còn kia là chỉ ăn cho no thôi phải không? Lên đây mình có bạn đạo rồi, mình biết được những chuyện có ý nghĩa, học những cái thứ hay hơn. Cho nên mấy con lên đây vừa hiền vừa ngoan, có hiếu cha mẹ, thấy không? Chị là không có hiếu này không? Lại lên đây chừng nào càng có hiếu chừng đó đó, để biết sợ á, để biết má mình sẽ thành bà tiên. Mình không có hiếu gì mà bà là bà tiên, bà đâu có về thăm mình như kiểu chinh với má chinh vậy đó. Bà tiên cho nên phải đầu tư vô cho nhiều bà tiên này. Thiệt mà hồn mà rời khỏi xác này thành bà tiên liền. Bà tiên này khó lắm, bây giờ khó nhưng mà khi thành tiên hết khó. Khó là do thân tứ đại rồi máu đường rồi làm gheo cái cổng rồi thôi, hơi khó chịu. Thế là sư phụ cho em mong mấy con là hiền nè, thấy không? Rồi sức khỏe, rồi biết đạo, rồi biết cái điểm cuối cùng
là đi về chợ, còn hơn là bữa giờ lăng tăng đâu biết mà làm gì luôn, chỉ sống qua ngày rồi mỗi ngày già một chút, mỗi ngày yếu sức khỏe đi một chút, đó là chưa tính là nóng giận làm bậy bạ rồi bị này bị kia nữa, mắt này mắt kia nữa, đó, vậy thôi chứ phụ đâu có mong mấy đứa là cái gì đâu. Tôi chết thuật 6 lần đó sư phụ, té đi sông, sông đốc bự bằng đêm, mà té 3 lần, té ngoài biển rồi kinh bông giật rồi gì cái mình hư thai đó rồi kêu là cái gì sản hậu gì ở trận đó. Sản hậu. Dạ, yeah. 6 lần đó mà hậu cũng qua hết thì cũng trời Phật. Tức là vừa sanh ra rồi cái ông chồng hay ai chọc cũng giận lên sản hậu. Có cái đó phải không? Có. Có bị cái đó hả? Yeah. Ủa đó nguy hiểm lắm. Bị tôi nói hư thai, cái ba nó về cái đời quánh thằng nhỏ đuổi đi, lấy 2000 bạc dục ở trong mặt á đuổi đi không cho ở đây. Cái tôi bắt lừng lên đây tôi nghẹt cổ dãy đột vậy. Cái đó người mới thấy hỏi cái gì khiên ra cái giật tóc mai cài miệng tôi cắn còn hơn nữa. Tôi nói là tôi té đi biển tôi nước mặn vô miệng đó, đổ gà chua. Rồi ngọt cũng chết luôn sư phụ. Thở không được á. Tới chừng sau này ta nói ai mà đổ gà chua. Cái có người đó lợi nó. Ơ trời lấy cái đấy buồn đường ông á, đốt đi rồi uống. Việt Nam kia, chị bệnh ngộ vậy. Con nhỏ kia chỉ thằng chua ngọt chứ chết luôn. Mày có không? Có làm thiệt không? Có. Không có. Cái quần này giả cho nó là nghe mấy câu. Nó chỉ thôi. Chứ còn hồi trước thì nó uống thằng chua. Rồi tôi lại nói là chìm xuồng té dưới biển là nước mặn cắn răng còn cứng nữa còn cãi ra tôi nói hai bên giật hai bên đây Việt Nam nhiều lúc không có hiểu về giải mà đốt bệnh chết luôn. Gọi là kinh phong giật nó chết 6 lần chết thục rồi đó. Trời ơi. Đi tới ngày này. Ông cái này là có đại phước ở tuổi này. Mà còn sức khỏe còn ngồi đây được. Còn ngày xưa má bị bệnh cái người ta cắt gió cạnh hàm xong cái người ta lấy con cám ấy xuống cám mà mình để trong lưu thời gian nó có cái mọt cái mạc ở trên á lấy ra xào với giấm trộn với ở Việt Nam mình mà nấu củi trong bếp mà dán nhện ở trên á lấy cái đó xào chung dán gì bù hông bù hông á cái bù hông của trong bếp á nhện nhện á rồi với con cá nhiễm trùng bắt đầu đem đi chà xào trong xong rồi chơi cái lấy chà lên rồi kinh phong giật luôn giật mà vô trong bệnh viện biết bao nhiêu người vô chết còn mình nên má sống hồi đó là mình nấu nấu củi đó trên góc nhà có bùa hống thùng thần đó lấy nó trộn vô cái đất hai bên đây nè rồi nói kinh phong mới giật chơi mà để cho kể có một lần hồn của sư phụ lì khỏi xác mà tới ngày hôm nay nhớ chỉ nhớ được 2 lần còn mấy lần kia thì quên một lần khoảng năm nào cũng năm vô rồi khoảng 77 12 tuổi 11 vô bệnh viện biết thì ba má sư phụ là ở Lâm Đồng 30 thuộc mà không có nhà thì chết queo tại sao không biết mình chết ở làng thì cũng có ông thầy làng á ổng nhai xả và nhả diễm nhát vô họng ổng cạo gió cắt gió thì mình không biết nhưng mà lúc đó sư phụ chỉ biết á là hồn sư phụ nhìn vô cái xác sư phụ nhưng mà xung quanh á của sư phụ là một đống đứa nít nó vui mừng đứa này kéo tay kéo chân phải không thì quá trời đông nít luôn rồi cái mà sư phụ biết làm sao nữa mình biết là mình không có thích đi theo mấy thằng nít này mà nít nó kéo nít thì lúc đó thường mới nhặt trở về cái xác thì cái đó là thiệt chứng minh ở thế giới vô hình đó nó có một đống người lúc nào cũng đang trực chờ sẵn sàng để mà đón tiếp các con á không tin nữa ra nằm thử ngoài này đi ở đây thì mấy vị thần không cho làm cái cảnh này mà kia ở nhà nó có chủ quyền mình cũng vậy họ đông lắm họ kéo thì lúc đó thường chỉ biết là những người này trong cái tiềm thức của mình á mình bị chết mà bị trúng gió mà chết thiệt á thì lúc đó mình mới có cái nhìn được thấy cái đó mà thấy mặt họ rõ luôn
mọi người kéo đó giống như là vui mừng vậy. Ồ bữa nay giống như chạy tị nạn phải không? Hồi xưa hộ vô chạy tị nạn xong qua đó là người ta đứng ngoài trước cửa ông chạy, người ta chờ đóng người vô coi có người quen không đó, vượt biên mà coi có người vượt biên ở shop mình qua không. Thì cái dạng này cũng y vậy đó. Thì cái hồn sư phụ mà rời khỏi xác một đống người níu kéo mừng vui rồi đó là một lần. Cái lần mà lúc mà sư phụ là đã là thiên tử rồi, biết rồi thì thiên ma nguyên cái bầu trời của cái Bắc Cali nè nó quýnh sư phụ. Cái đêm đó hồn rời khỏi xác sư phụ cũng đứng ngó, lúc đó mẹ Phật Bà Hồng Âm mới xuống, rồi còn ông Thổ Địa là ở trong nhà phụ á, ông nói bữa đó thái tử bị nó quýnh. Tại vì thấy nguyên cái bàn tay khổng lồ bóp cổ cho hụ mà nó đâu có dừa đâu, cũng dưa đó. Thì ông Thổ Địa nói trời ơi thần cũng bò theo thái tử. Tại lúc trước khi cái hồn người phải xác dù còn bò được, nó quýnh một cái là từ nằm trên giường, cái giường cao cái này gấp đôi, văng xuống đất đó con chết. Đêm đó cái bò vô cái lấy nước, cho nên nhà nào mấy con á cũng phải để cái nước sẵn á trên bàn thờ. Thì Phật muốn cứu mình mà Phật là vô hình mà, chỉ có nước lẹ là Phật bỏ thuốc vô cái nước, thuốc là thuốc cam lồ, nước cam lồ gọi là thuốc. Chứ giờ con không có cúng nước thì lúc mà con khẩn cấp con lấy cái gì con uống, con lấy cái chậu bông uống hả. Nên nhà nào cũng phải có cái chai nước để sẵn. Thì lúc đó bà sư mẫu hình như bữa đó bà có kỳ thì bà ngủ cái phòng xa lắm, mỗi lần bà có kỳ là bà đi nó canh cũng hay lắm nghe, một mình cái bộ trong phòng mà bò từ cái phòng master mà đi ra, mình biết là vợ mình ở bên kia đã có hai người thôi, mấy đứa nhỏ xíu là bò ra thì lụp đợp thì bà cũng biết mà ông Thổ Địa không cũng bò theo nữa. Lúc đó thì biết cái bộ là không phải là người thường mà nó còn lúc đó ngất đi thì nhìn lại thấy cái xác. Cho nên lúc nào khi mình chết á, all the time mình cũng nhìn lại được cái thân của mình. Cái đó là thiệt. Một kinh nghiệm hai lần mà. Không biết khoa học nó có tin cái đó không? Có. Nhưng mà mình biết rõ luôn á. Mình biết là tao không muốn chết. Tao còn nhiều chuyện nó làm á. Mình biết á, cái đầu của mình á rất là bình thường. Biết là chuyện qua mình còn làm gì nữa luôn. Mà biết mình rời khỏi xác là mình chết. Có nghĩa là mình tu đến cái level là mình biết control đủ mọi thứ á. Có những người đâu có biết, vừa rời khỏi xác không biết đọc kinh á, là bị nó kéo đi là đi luôn á. Nó giả bộ là ông nội bà ngoại giống như mình gái 18 mà dưới quê mà lên bị dụ vậy đó. Cho nên tu á là để học khôn, để mà sử dụng trong lúc đó. Chỉ lúc đó là mình chỉ có đi về trời thôi nha con. Tại cái thằng hồn nó khôn ngu là ngay chỗ đó. Còn muốn khôn hay là muốn ngu là ngay bây giờ phải học đúng không? Học là gì? Học là đọc kinh là học. Tại sư phụ thường nhắc nhở là thân người nó quan trọng là cái lúc này nè, phải đọc kinh. Cho nên đệ tử này mà giờ này mà đọc được Lăng Nghiêm còn nhớ là có phước. Cho nên trở lại là sư phụ nói hồi xưa mấy con trước khi gặp Thiên Ông Sơn chọn ô đứa nào đứa nấy như gái như quê một dính phẹn á, giờ đứa nào cũng mặt mày tươi tỉnh khôn lâu lắm rồi, kinh mẹ cũng thuộc lâu rồi nhưng mà không giỏi, nhiều người đâu có làm kinh Lăng Nghiêm thì chưa mấy thuộc khôn. Bao nhiêu người làm được nhìn lại đi, ở tuổi này không phải dễ rồi đó nghe. Mà là sai chữ có bị tội cho phụ má không? Sai không có bị trong kinh á, người ta đọc mấy trật cả à, mạnh đó đi về trước hay không cậu cũng cỡ mà tôi nhớ về lo cho con chồng mấy người này ở đây lâu lắm đừng lo. Ở trước một ngày ngộ sau nó khác. Ví dụ bữa nay con nhận cho hộ là cho hộ dễ giống mà đâu biết hình hên nên tối nay cái bị COVID kẹt chân, có phải là được cho hộ cúng về trời không? Còn á còn lưỡng lự nghi ngờ không biết mày thiệt giả. Bữa nay gặp ổng mà còn cương cương quá không, tối nay bị chu bích chết có phải đi đậu mất chị lẫn chài, mất xa phàm, mất luôn cái hồn nữa. Phải cái hồn nó đi theo cái nghiệp, vừa giải được cái nghiệp con cần có gì chút chút mà
dễ nhiều, cho nên chậm hay muộn cũng vậy. Nó y như là con trâu vậy thôi, trâu nào đi chậm thì uống nước gì không biết rồi đó. Đốt cách đây mấy tháng con ngủ nằm trên con ngủ cậu mơ màng màng con thấy hai cái vòng. Hai cái gì? Hai cái vòng, vòng con trai vậy sư phụ, mà nó nói chuyện nó nhỏ nhỏ, nó nói mà con nghe nó nói là cái con nhỏ này nè nó có cái gì hộ pháp mà ở trên trời á, nói vậy á sư phụ. Thì con thấy hai nó nói lén với nhau, một người nhìn cái bóng với hai người đó, nó nói ngủ thấy à? Dạ con ngủ chưa ngủ mà màng màng á, thấy hai cái dâm nó nói thì con niệm Phật xong thì lúc đó là con không còn gì nữa hết, nhà con phải gọi nàng quan quan đi cấp cứu. Thì vừa vô cấp cứu xong rồi là bác sĩ nó nói ok không có gì hết. À, tức là con bị bệnh ha? Lúc đó con ngủ bình thường, con thức dậy con uống nước xong con ngủ lại. Thì con tự nhiên trong chim bao con thấy cái hai cái người này. Tại sao con lại đi vô nhà thương? Về phần đời con, là con đứng nhà. Con thức dậy với tự nhiên con chóng mặt, con mắt ối, con không đi được luôn. Con kiệt sức luôn. Cái con gọi nhà thương. Thế là nhà con mới gọi nay quanh quanh. Thì đó, thì thiên tâm á. Dạ. Thiên tâm nó có màu nhiệm đó mà. Nên ngày hôm qua có đứa đệ tử nào nhắc cứ đem những cái chuyện màu nhiệm thiên tâm đem lên. Rồi không muốn dơ duyên kiểu đó. Nên là những người nào tin tức là tin, không tin là không tin. Họ không tin sư phụ là chú Sư Thái Lâm thì mãi mãi họ sẽ không tin. Giàu cho sư phụ có quá thân làm chú Sư người bay lửng lửng, họ chỉ nói là họ hên hay là không biết. Khi cái tâm của người ta mà đã có cái ngã đó, biết ma quỷ nó cũng biết được. Tại vì trong kinh Phật mấy ông thầy cũng thường nói đó. Cho nên khi là họ không tin, họ làm kiểu nào họ không tin. Còn hà cứ thật như bây giờ này, tin không tin là lỗi tại ngươi, không có nhìn cái hành động. Cho nên không phải là bây giờ Bồ Tát hay là Phật xuống trần phải cần có thần thông biến hóa mà để mà độ chúng. Mấy vị nói làm cái đó họ càng không có độ được nữa. Tại vì không có cái độ được là cái những lời nói này, những cái máy phim, những cái câu mà mấy đứa ngắt ra rồi nghe một cái khoảng khác. Cái lương tri của họ đó nó cũng có những lúc là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có những lúc họ gặp những cái chuyện trong cái ngày đó và họ trầm tư, họ bật thình lình nghe được khúc của ngân quay thì là đứa đó độ được cái người. Còn bình thường cũng như vậy mà nó khác cái dây, khác giờ, khác ngày, không có đủ gì thì họ nghe họ cũng chấp vớt. Chứ Phật trời Bồ Tát thánh thần không có cần làm những cái thần thông biến hóa. Thí phụ xin dữ lắm á, với cha Thích Long nó hiện ra cái hình mây cho mình đã là trái với cái luật trời và đất rồi, để mà có một chút xíu quyền nhiều. Nhưng mà mấy vị rất là hiện hữu, mấy vị sống phụ từ thời thường mới sanh thì lúc đó thường chưa có biết mấy, nhưng mà mấy người lớn thì thấy rồng ba. Nhưng mà đến lúc mà sư phụ biết rõ là sư phụ là như, lúc mua núi này thì sư phụ cũng có đi nói với những Phật tử, càng nói họ càng ghét sư phụ. Thì sư phụ mới nghĩ ra cách không biết làm sao để cho độ được. Thì sư phụ mới xin thầy Xích Long mới cho những cái hình mà mình chụp bây giờ đó trên mây. Nhưng mà sư phụ cứ nghĩ là mình có mấy hình này chắc chắn mình nói ai cũng tin rồi đó nghe. Càng có hình chừng nào họ càng không tin nữa. Họ còn nói cái ông này điên, lâu lâu thấy cái hình giống con rồng á. Nghĩa là mấy người trong hãng sư phụ á, mấy người thân cho bộ công á. Từ đó sư phụ mới rút kinh nghiệm, nó không phải là do không phải là do sư phụ không cố gắng, mà do cái tâm của họ còn u mê. Rồi mẹ cũng nói hồi xưa, mẹ nói con á phải nước nhiều thì thấm đất. Sau này mẹ nói cái câu là lục xương, giống như xương gì? Xương cái sư phụ của sư phụ nói là xương hồi xưa xương nhiều thấm đất, còn bây giờ mẹ nói phải nước nhiều nữa, nghĩa là lục luôn á. Mưa dầm thấm đất thì dầm làm sao mình sư phụ làm nổi cả một cái nước Việt 100 triệu người, thì cũng nhờ những cái đứa họ thiên mà nó hiểu được. Ở bên Việt Nam thì mỗi đứa làm mỗi kênh YouTube, TikTok là đều là độ được hết.
thì đứa nào cũng có phước, đâu phải một mình thôi mà làm nổi. Thì từ đó nghe mỗi một cái khoảng đứa nào mà nghĩ cái gì mà hay á, cái nghĩa cái mình nãy giờ mình nói tùm lum thủ chả biết nhớ lần nãy giờ nói gì nữa, nhưng mà lúc về coi lại cái nào mà nó có ý nghĩa đó, ngắt ra khúc chỉ cần một phút hay là hai phút thôi mà đúng ngay cái khoảnh khắc của một người đúng như đó, ta tin, tức là ta tin thôi. Nhưng mà trong tương lai cái mà họ tin lẻ nhất là ngày hội gì nữa, là họ không tin, họ không phải tin rồi, thì cái đó là cơ trời, là đâu còn để nói nữa. À, lúc đó cả đóng sắp hàng trên nội thiền, không biết dù có cái tài dễ không nữa, thì cái đó cũng mộ mày. Thấy là phải có tin sư phụ, giống như bữa con bị đụng xe á sư phụ, cái đầu con thấy rõ ràng nó rớt xuống đất rồi nó lên trời rồi nó rớt xuống đất rồi lên trời, mà con thấy là sao con không có bị lắc qua hay lắc lại hay là gục tới gục lui gì hết, rồi con bò chui ra con cũng thấy hỏng tay con cũng không bị gãy hay là chảy máu, mà ngày sau con cũng không bị đau cổ luôn, con đi nhà thương chắc chụp hình rồi này kia nó không bị gì hết, có phải là cha mẹ hay là chư thiên độ con không, mà nên con bị đụng xe cái xe con nát bấy mà con không bị gì hết. Đó là đa số là mấy gì hộ pháp của sư phụ. Tại vì khi mấy con mà giao duyên sư phụ là xích long bạch long thân tàn với mấy chư thiên tướng nhiều lắm, với mấy chư thiên xung quanh mình trên núi đã coi con giống như người bạn rồi, quen mặt rồi, mấy gì độ lẻ nhất, tại mấy ông đang ở cái thế gian của chúng ta. Giống như bà xua già với Phật Mẫu này, bà bị năm rồi mấy trận, nó vậy nói không có, mà nằm trong cái góc của thiên đình với Long Cung, sức mấy bà sống nổi. Rồi ông học nè, không có, ông lì lắm, ông không có giúp cái núi mình, không có là quản lý cái núi, là ông cũng đã đi đoạn rồi đó, lật chiếc xe kiểu đó, một cái ốc con mắt ông phù như cái con bóng bự nè, thù sợ là bể tại máu nó bơm lên rồi, nhưng mà không nứt, không có nứt sọ nữa, đập cái đầu lộn xe đập xe nè. Cho nên cái núi mình rất là nhiều chuyện nhiệm màu. Còn những cái người mà mấy gì nói mỗi một lần mà có thời của Bích Việt Nam á, thì người ta lúc đó sư phụ thường dọ điện thoại phải không, tại mình cũng biết mình cũng rảnh cho bao nhiêu giờ phụ bận, bây giờ nhắn tin cho phụ lên đét đó, từ Viber cho tới thường phụ cũng không trả lời ai, đâu trả lời nổi đâu. Thời đó thì phụ trả lời chỉ cần có cái hình chứ có cái tên, ê phụ dương cái điện thoại ra phụ để trên tay nè, nhờ mấy vị giúp bà Nguyễn Thị Lan này nha, bị Covid đang nằm trong nhà thương ở bệnh viện gì đây, chờ gãy như tuổi đây 47 tuổi đại khái, thì mấy vị nghe là mấy vị, nhưng mà phải có cái location thì mấy vị mới đẹp đi được, đúng không? Giống như điện thoại phải đúng số 10 số vậy đó, và Nguyễn Thị ở điện đang nằm bệnh viện chờ gãy đang bị Covid, mấy vị gia hộ giùm. Tự nhiên bên kia, bà kia tự nhiên hết bệnh. Cho nên có những cái mà ở Việt Nam người ta nói, những cái người mà người ta lên mạng người ta nói chỉ là 1% thôi. Còn biết bao nhiêu trường hợp âm thầm được cứu mà đâu có ai biết. Chứ người ta không có cơ hội để lên gặp đứa nào nữa đó. Gặp đứa nào mà trên hay biết về Facebook với YouTube đâu có dễ gặp đâu. Nhiều lắm. Con có nhỏ em bạn gì ấy, cô cậu lúc đó bị Covid thì đang bật cái mỏ làm thở đó chứ bộ. Cái nói giờ mày tin không, mày tin thì mày làm theo tao mày hết. Rồi cái chi cái nhờ người đem dấu yên tâm vô, cái nó cũng bật mặt cũng ráng cầu nguyện gì mà hết đó chứ bộ. Bây giờ người ta đuổi rút ống là trở về chết đó, làm gì từ từ có mấy ngày hết trở về. Thí dụ như con Phi Nhung, cái ngày mà nó bị đó, sư phụ bên đây không biết, nhưng mà thôi, sư phụ lúc mà nó ngáp chết rồi, thật sự nó lên tin tức mình phải biết. Chứ trước đó, chừng 1-2 ngày,
mà có một người nào chỉ cần xin giùm cho nó thôi, sư phụ xin cho nó được. Mà khổ cái không có ai xin giùm, sư phụ không có thể tự động làm được. Sư phụ cũng mong có ai nhắn tin để mà sư phụ xin giùm á, mà không biết sao. Tự gì giống như bây giờ, tại sao mình có là thỉnh nguyện thư cho cha mẹ để cho phụ về Việt Nam thì cũng y như cái dạng đó. Tại cha Phật là cần con phải lên tiếng trước, thù muốn cứu con phải lên tiếng trước, hiểu không? Muốn thù trả nợ thì con phải, mà lúc đó không ai xin hết trơn. Nhưng mà có những người xin thì thù lại làm được. Tại vì sao? Về phần tâm linh á, thù không có bị mấy gì nói là nhiều chuyện. Người nào có nghiệp đó tự nhiên ta không xin cũng đi ấy nữa. Còn xin thì thù cũng bị mất đi, ví dụ xin cái người đó hết bệnh thì thù cũng bị sặc sừ mấy ngày vậy đó. Nhưng mà một cái mạng đổi với một cái sặc sừ mấy ngày thì đâu nhầm gì. Thật sự mà 1 triệu người hết bệnh, sư phụ sặc sừ hoài á, cũng chẳng có gặp ai, cũng chẳng có lên mạng nói được. Ngày nào cũng bị bệnh lại hết. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có một chút xíu của sư phụ đổi lợi khi mình khấn trai. Chứ không phải mình muốn khấn ai cái là tự nhiên là người đó hết bệnh mà mình không bị gì đâu. Trả tiền giùm thì cái nhà bạn không phải xuống. Thì đó Phi Nhung không có ai xin hết. Mà đến nghe nó chết mình cũng buồn. Cái mình mới hỏi lại thì ra là nó đi, nó làm những cái chuyện tạo nghiệp mà ở ngoài đời người ta có biết nhiều lắm á. Mấy gì nói nó đúng là nó sống 70 mấy tuổi. Chứ nó không phải chết sớm vậy. Đi cô kia có mình có ai đâu mà lo cho nó. Ai? Chuyện Phi Nhung không có ai lo cho nó, không có ai cầu những giá gian vậy. Thì nghe đâu là nó giao vô nó đi gậy quỷ cho ông thầy Nhật Từ đồ nhiều lắm mà. Dạ, sao không khấn giùm cho nó? Võ Văn Thưởng cũng mang thiếu cái sự cái mạng thì thù cũng cứu Võ Văn Thưởng con lần đi Nhật ấy. Nên cái lời khấn của sư phụ nó cực kỳ quan trọng. Cho nói bà Đài nói Phi Nhung không chết. Đài nói á, bà Đài gì nói kỳ cục vậy rồi sao? Mỗi người nó mỗi kiểu. Tại bên Phi Nhung không có ai đạo thiên cho nên đâu có ai xin được. Nuôi nít mồ côi gì mà cũng được phước hết sư phụ. À. Nuôi nít mồ côi á, nuôi nít không nít mồ côi. Bây giờ con ở xe 72 cổng chùa mà cái tâm con á chỉ nghĩ con giàu có tiền mà con không có thật tâm. Đến lúc con vẫn chết đói ở cổng thành vua Võ Đế rồi, hiểu chưa? Vợ của ổng cũng đầu thai thành con rắn, còn quýnh tổ của mình á lấy cái răng nữa. Cho nên không phải giàu là mà con nhìn thấy họ làm từ thiện, tức là làm từ thiện đâu, cái tâm mới quan trọng. Phải nuôi con nít là tốt, nhưng mà nuôi con nít mà có mưu mô gì trong đó không? Có hả? Ai có. Lên tiếng? Có. Con đây có mưu mô gì á? Cổ có nhiều cái mạnh thường quân gửi tiền về cho cổ để nuôi con nít. Khi mà cổ mất cái số tiền mà cổ có đó là con gái của cổ ở bên Mỹ hưởng, chứ không phải là mấy đứa trẻ đó hưởng. Bởi vì mấy đứa trẻ đó không có mang họ của cổ, cho nên không thể thừa hưởng tài sản của cổ. Có mưu mô đó, có đó, có được sự thương cổ đó. Ví dụ tiền ra hết vậy. Dạ, đó thằng đó là thằng Hồ Văn Cường. Cái mà tôi chỉ biết mỗi một người mà chết trẻ đó đều là cái nghiệp. Cứu Phi Nhung là Phượng Hoàng là cũng cao, là cũng là tiên á, mà tiên xuống trần không có gặp họ thiên chúng ta. Cho nên những đứa nào mà gặp họ thiên chúng ta là đại phước, không gặp họ thích đại phước. Thì đó không đi lạc đường, lạc đường tạo nghiệp thì mà đi sớm. Chị em ở đây là đi đúng đường. Mấy con có thể kiểm nghiệm ngay lúc này, tự mình biết, tự mình có cái sự nhiệm màu trên núi. Nhưng mà người ngoài em về nó có coi mấy clip kêu nó tin, nó cũng chưa có đó, nước trà. Tôi biết nước trà như trà loại gì họ đâu có hiểu, họ chỉ biết tin rồi để đó. Tại cái ngã con người đó, nó cần có nhiều thời gian để mà
phục tùng lắm. Cũng hơn mình gặp sư phụ chứ thôi cứ đi chùa. Không, mình đi. Bây giờ con cứ tưởng tượng nha, Phật Thích Ca, cộng tóc của Phật, cách đây 2500 mấy năm, con nghĩ nó còn tồn tại đến ngày nay không? Đó là bảo vật. Nếu mà ai có cái đó là biết bao nhiêu cả vua chúa hay một quốc gia đó người ta canh giữ, mất mớ vậy chùa ba nhà. Chuyện thứ nhất, nếu mà con người khôn người ta suy nghĩ ra đó. Cái thứ hai cái chùa này tai tiếp mà ông thầy này đâu phải là thầy thiệt đâu, mà làm gì mà Phật đi giúp một cái ma tăng này để làm giàu con? Có nghĩa Phật có thần thông, Phật cần có phải làm vậy không? Là hai cái ông đúng. Vì tại sao có mấy triệu người đứng khắp hàng, mà biết bao nhiêu người cũng tin còn sư phụ là thứ thiệt, mà sao họ lại không có giờ họ tập? Con nghĩ như thế nào? Con nghĩ cha mẹ mình buồn như thế nào? Bữa cha cũng nói vậy. Chuyện đó, cái chúng sanh đó, cái đầu của họ nó ngộ lắm. Cũng giống như mấy con đẻ con ra, mấy con biết. Mấy chuyện rõ ràng là nó đi chơi với cái thằng mới Mỹ Đen mà xăm mình là biết thế nào cũng hút thì kẹt. Đúng không? Cũng quậy. Mình ngăn cản mình làm kiểu nào, nó cũng không được. Thì ở Việt Nam cái đám trẻ gọi là rừng cột của quốc gia mà sư phụ hy vọng là nó giữ được sau khi hồi về trời, mà bây giờ nó là cái đám chửi sư phụ nhiều nhất thiệt á. Tại nó không có hiểu, còn người lớn thì không có dám, tuy không tin nhưng mà cũng không dám, tại vì họ biết nhận xét, họ chưa thấy sư phụ làm gì sai, chưa thấy sư phụ làm gì mà bất lợi cho nước Việt hay là bất lợi cho xã hội. Chỉ có đám mà mình hy vọng nó là mình cứu nó mà người về là cái đám đó là đám lì nhất. Phật trời á ngày xưa còn xa như chúng sanh, vì không có sư phụ, không có tiếng nói của một người như kiểu như phụ là lời của thánh nhân nói. Còn bây giờ á là sư phụ đã hiện ra là thiệt luôn, là Phật đã gần với chúng ta, quá gần luôn. Cha quá gần luôn, mẹ đã chúc tết cho chúng ta là quá gần đó. Trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm có bao giờ được vậy đâu. Phải chi á, hồi xưa sư phụ mà khôn hơn chút 2000 mấy năm trước. Tụi nó khi ta trở lại, ta sẽ đầu thai thành thằng kiệt. Thì hôm nay á, thì dù đâu có khổ, đúng là ngu. Đúng không? Thôi mình nói thẳng luôn đi. Còn Đức Thầy á, là không sư phụ, nhưng mà biết Đức Thầy có nói hòa hảo cũng có hòa hảo giả. Cho nên Đức Thầy có nói là chớ nóng nảy sanh si hư việc, phải để thời vô kiệt hồi quý. Mà nói rõ cái tên kiệt là chữ ca, chứ đâu phải là anh hùng hầu kiệt. Anh hùng kiệt đâu có cần là chữ hoa đâu. Cho nên kinh điển của Hòa Hảo á, là tên đúng không, tiếng Việt Nam mà. Mà thời xưa mấy người bên Hòa Hảo người ta đâu có hiểu là kiệt là ai đâu. Mà hôm nay hiện ra rồi vậy mà nó cũng cần chơi chơi, mà nó biết luôn cái nó lái. Nó ở này là anh hùng hầu kiệt, vậy mà cũng có người nghe tụi nó. Không thấy nó vô mình không? Mà Đức Thầy nói rõ luôn, cũng giống như ông Trần Trình, ông nói cái gì, có câu gì ta, câu gì thường mới gì, vì khi Chúa giữ ngai vàng sải mới yên, rời ngai cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết não phiền. Trích đoạn quyển kinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, trích trong bài Trao Lời Cùng Âm Tảo gì đó. Nghe là có cái câu Chúa vững ngai vàng sải mới yên, câu này sư phụ khoái. Sư phụ mà Việt Nam mà nắm quyền trước tiên á, là mấy ông thầy quốc danh á, một bên á thầy đọc
kinh phải không, lăng nghiêm đồ phải không, tức là tu thiệt thì cái là tu một bên á thì để cái áo mà chú rể cho mấy ông về cho tôi nè, con phải tự nhá con lỡ mấy ông bê đen đâu lắm. Cho nên cái đạo thì cũng phải xử trước, là nó lễ văn hóa đó, chú ngượng nghe vàng sải mới yên. Đức thầy ngày xưa làm gì mà hiểu được mà sắp cơ bây giờ đã rõ không? Ai là chúa mà ngự ngay vàng sải mới được yên, cứ là chùa mới được yên, không có còn gọi là thời tận tận thế mạt pháp này nữa. Chúa ngự ngay vàng sải mới yên. Chúa chưa về ngự ngay vàng thì đó là cứ đem tóc giả tới cỏ tới hù người ta vậy đó. Vừa lấy tiền vừa ở ngoài ngoài Bắc có những cái nơi giống như đền Hùng đồ cúng, con thấy họ tin gì đâu, khủng khiếp luôn, đốt nguyên cái chiếc xe hơi bự hay là làm cái gì á, nghĩa là cái kiểu tin gì đâu, cái hiểu không? Bởi vì cái giới luật thứ mấy của đạo Thiên Tâm mình á, không có mê tín là mấy vụ đó. Chuyện thiệt thì không tin, mà tin những cái chuyện không có gì, không có thiệt.